Cuộc sống của Đức Tiến bên vợ hoa hậu trước khi qua đời. Sinh thời, siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến có cuộc hôn nhân hạnh phúc với hoa hậu Bình Phương ở Mỹ. Siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến vừa qua đời ở tuổi 44. Khi còn sống, anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với hoa hậu Bình Phương. Đám cưới của Đức Tiến và Bình Phương diễn ra năm 2010 sau 2 năm cặp đôi hẹn hò. Năm 2017, vợ chồng Đức Tiến quyết định dừng công việc để tập trung cho việc sinh con. Đức Tiến chia sẻ, anh suýt bật khóc khi nghe Bình Phương thông báo sắp có con. Nam diễn viên tự tay chăm vợ suốt hành trình cô mang thai. Sau nhiều lần chạy chữa, cặp đôi đón tin vui vào một ngày cuối năm 2019. Tháng 7 năm 2020, vợ chồng Đức Tiến chào đón con gái gia nhập tổ ấm. Lúc gặp con gái lần đầu bé mèo, Đức Tiến bật khóc. Để vợ có thời gian nghỉ ngơi, anh pha sữa, thay tã, thức đêm trông con, vợ nam người mẫu chia sẻ trên Người Lao Động. Sau công việc, Đức Tiến về nhà cùng vợ con, chăm vườn cây, đi ăn cùng những người bạn thân, đi nhà thờ cuối tuần. Bình Phương chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân nhiều năm qua, mỗi buổi sáng người chồng hoặc người vợ đi làm thì mình sẽ nói, anh yêu em, lái xe cẩn thận, và trao một nụ hôn. Tối về không cần biết ban ngày bận, bức xúc gì thì hãy để qua một bên, khi người đó về mình vẫn tươi cười và trao nụ hôn cuối ngày. Nếu nói không ghen thì là em nói dối, nhưng anh Tiến rất dễ thương, cũng chia sẻ mọi thứ nên không có gì đáng lo. Hình ảnh cuối cùng Đức Tiến bên vợ con được anh chia sẻ vào ngày 11 tháng 5. Đi kèm loạt ảnh, anh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Bình Phương, chúc bà xã sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui mỗi ngày với gia đình chúng ta nhé em. Love you, Đức Tiến ra đi ở tuổi 44, để lại vợ và con còn nhỏ. Anh chia sẻ hình ảnh con gái trên TikTok khi bé hơn 1 tuổi. Da 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 da